Dạ vâng, thì em chào anh. Đây 40 cây bông trang đỏ, 10 cây bông trang vàng. Em soạn ra rồi nè, chuẩn bị gửi cho anh. Thì trước khi gửi, em quay cái clip ngắn này gửi cho anh xem nha. Thì có một vài cây anh có bông nè. Đó, anh kiểm tra ha, cái bông cái lá là y chang chuẩn anh đưa ra ha. Cái lá nè. Rồi cái này trang đỏ. Đỏ. Đỏ thiên về, cái lá thiên về. Anh xem anh chuẩn bị đóng gửi cho anh. Thì anh đã chuyển tiền cọc rồi đó. Rồi ở đây là một hàng 10 hàng 10 là 5 hàng. 1 2 3 4, 4 hàng đỏ, 1 hàng vàng. Với lại em tặng anh một cây đây. Rồi. Cảm ơn anh đã mua ủng hộ em. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua bông trang bụi màu đỏ với màu vàng á, để mình trồng hàng gạo á, thì liên hệ với shop em qua số điện thoại là 0911 643 600. Số điện thoại này cũng là số Zalo của shop em luôn. Cô chú anh chị cứ đặt hàng alo hoặc là kết bạn Zalo với shop em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.